360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Thưa với quý vị và các bạn, là theo đúng như tiêu chí của chúng tôi, là chúng tôi rất là mong muốn là một ngày sẽ mua được một chiếc xe và sẽ bán được một chiếc xe. Tức là một ngày là chúng tôi sẽ đăng lên đây và giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe. Thì như hôm nay thì trước màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem ấy, thì chúng tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc sedan. Chiếc xe này thì là cũng đang được rất là ăn khách, và cái tầng lớp khách hàng đó là chính là các thanh niên trẻ. Các thanh niên trẻ thì bây giờ đang rất là hâm mộ, rất là thích những chiếc xe sedan ở cái phân khúc hạng C, ví dụ như chiếc xe Kia Cerato đây ạ. Hôm nay thì ô tô 360 của chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc sedan, đó là chiếc xe Kia Cerato. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, và đã đăng ký năm 2018 ạ. Chiếc xe mới lăn bánh được hơn 2 vạn km thôi. Và chiếc xe này là chiếc xe là bản 2.0 số tự động. Bản 2.0 thì đã đầy đủ hết option rồi. Thưa quý vị và các bạn, là Kia Cerato có hai bản. Một là bản 1.6 và là bản 2.0. Nếu như là cái bản 1.6 thì nó thiếu đồ rất là nhiều so với bản 2.0. Bản 2.0 thì là tương đối đầy đủ hết đồ rồi. Ví dụ như được trang bị la răng đúc to này, và khóa thông minh, đèn nổ start stop, cửa sổ nóc, điều hòa tự động 2 vùng, cảm biến trước sau, bô đôi, camera lùi, điều hòa tự động 2 vùng, cửa sổ nóc. Tất cả đã được đầy đủ lên trên chiếc Cerato 2.0 này rồi ạ. Và tôi cũng bổ sung thêm cái option, đó là ghế da cao cấp và là ghế múi, và có đó là ghế điện và nhớ ghế là 2 vị trí, sạc điện thoại không dây, tích hợp hết lên chiếc xe Kia Cerato 2.0 2018 này rồi ạ. Ở cái phiên bản 2018 này thì option tương đối đầy đủ. Nếu như sang năm 2019 thì lại Kia cũng đã lại cắt bớt đi một số option cho chiếc Cerato này rồi. Ở cái phiên bản 2017-2018 thì option tương đối là đầy đủ ghế da và ghế múi, ghế điện, nhớ ghế này, sạc không dây. Đây là cái phần bao đời sốc trước của chiếc xe đấy ạ. Mời quý vị các bạn xem, tôi sẽ quay chi tiết ạ. Đã được tích hợp lên là cảm biến trước này, đèn gầm và hốc gió thể thao hai bên. Nhìn chiếc xe rất là thể thao và rất là đẹp. Đây là cái cụm đèn pha của chiếc xe. Cụm đèn pha thì cũng đã được trang bị lên là đèn LED ban ngày. Đèn LED ban ngày hay gọi là đèn daylight này, đèn bi xenon, tất cả còn rất là mới, chưa có nứt vỡ, chưa có xước sát gì cả đâu ạ. Tất cả còn nguyên và rất là đẹp. Đây là cái cặp đèn gầm và hốc gió thể thao hai bên. Thiết kế hốc gió thể thao hai bên cho nên là nhìn rất là khỏe khoắn và rất là thể thao. Cảm biến trước được tích hợp hết lên chiếc xe Kia Cerato ở cái phiên bản 2.0 này rồi ạ. Option tương đối đầy đủ, không còn thiếu cái gì cả. Gương là gương chiếu hậu là gương gập điện, tích hợp mà xi nhan báo rẽ ở trên gương chiếu hậu này rồi đấy ạ. Chiếc xe rất là đẹp, tất cả còn rất là đẹp ạ. Đây là cái phần ba đợt sốc sau thì cũng đã được trang bị lên là cảm biến lùi này, camera lùi này và bô đôi. Ở cái phiên bản 1.6 thì nó chỉ có một bô thôi, và 2.0 này nó là bô đôi rồi. Camera lùi cũng đã được tích hợp lên chiếc xe Kia Cerato 2.0 này. Và camera lùi này là camera nguyên bản theo xe đấy ạ. Và đây là cái phiên bản Kia Cerato. Đây, Cerato được sản xuất và lắp ráp trong nước, sản xuất tại Việt Nam và sản xuất năm 2018. Đây là cái bản 2.0. Đây quý vị và các bạn cùng xem ạ. Bản 2.0 thì là cái bản tương đối đầy đủ option rồi, không còn thiếu gì cả. Đi cũng thích hơn là phiên bản 1.6 rất là nhiều. Đây là cái cảm biến sau, có thể nói là cảm biến quanh xe vì nó có 4 góc, 4 mắt cảm biến, và hai mắt ở đầu và 2 mắt sau, cho nên là tất cả các 4 góc đều được tích hợp hết tất cả lên cảm biến va chạm đấy ạ. Đây là cái camera nguyên bản của xe đấy ạ, camera theo xe. Và đây là cái nhìn qua về cái phần gầm, tôi quay chi tiết cho quý vị bạn xem. Và đây là cái cặp bô đôi thể thao, nhìn rất là đẹp, rất là cân đối và rất là thể thao, nhìn rất là đẹp. Ở cái động cơ 2.0 này thì nó mới được trang bị là bô đôi, còn nếu 1.6 thì nó chỉ có một bô ở bên thôi. Nhìn rất là cân đối, rất là thể thao, rất là mạnh mẽ, khỏe mạnh. Đây là cái phần la răng của chiếc xe. La răng là la răng xoắn đặc trưng của chiếc xe Kia Cerato 2018. Và cái lốp của nó là còn rất là dày vì chiếc xe mới chạy có 2 vạn km thôi.
cho nên là lốp của xe rất là dày. Nếu như quý vị các bạn mua chiếc xe này về thì quý vị các bạn cũng chỉ việc đổ xăng và chạy thôi, không phải làm cái gì cả, lốp còn chạy được rất là lâu, rất là dài nữa, vì là cái lốp này còn rất là dày. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe Kia Cerato 2.0 2018 này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn đang xem clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho tinh thần làm việc cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và để quý vị và các bạn cũng được đón nhận những clip mới nhất mà chúng tôi update trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là hơn 500 triệu đồng, gần 600 triệu đồng thôi, và chúng tôi cũng làm trả góp cho quý vị và các bạn trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, vay đến 70% giá trị của xe. Sau đây thì tôi sẽ quay về cái phần nội thất cho quý vị và bạn cùng xem. Bước vào khoang nội thất thì trước tiên chúng ta cũng xem qua về cái phần cánh cửa bên lái. Tôi quay chi tiết và tôi quay rất là lần lượt, xe nào cũng vậy, tôi quay lần lượt và chi tiết từ keo chỉ cho đến gioăng đến táp bi cho quý vị và các bạn cùng xem, để quý vị và các bạn có thể chưa xem trực tiếp thì quý vị và các bạn có thể đánh giá được chất lượng của chiếc xe này nó còn đẹp như thế nào ạ. Đây tất cả còn tôi quay sát ra cho quý vị và các bạn cùng xem, mà chưa xước sát gì cả đâu. Cụm điều khiển gương gập điện này ạ, gương chiếu hậu là gương gập điện, điều chỉnh gương, và ghế là ghế nội thất da và ghế điện ạ, được nhớ ghế hai vị trí. Đây là cái hai vị trí nhớ ghế được tích hợp lên chiếc táp bi cửa trước của chiếc xe Kia Cerato 2018 phiên bản 2.0 này ạ. Phiên bản 2.0 này thì option là tương đối đầy đủ rồi. Đây tôi sẽ quay qua về cái phần nội thất cho quý vị và bạn cùng xem. Đây là chiếc vô lăng của xe, vô lăng và táp lô của xe còn rất là đẹp ạ. Cần số cũng còn rất là đẹp vì chiếc xe mới chạy có hơn 2 vạn km thôi. Xe cũng đã được trang bị là nội thất da cao cấp và ghế mũi đây ạ. Ghế mũi và là hàng ghế trước này là ghế chỉnh điện. Đây, ghế là chỉnh điện tích hợp chỉnh điện 12 hướng và nhớ ghế hai vị trí. Tôi sẽ quay cho quý vị và bạn cùng xem. Ở cái phiên bản 1.6 thì ghế cũng chỉ là ghế cơ thôi, chưa được ghế điện. Ở cái phiên bản 2.0 này thì option đầy đủ hơn, đã được trang bị lên là ghế mũi, ghế da cao cấp và là ghế chỉnh điện. Chủ xe cũng rất cẩn thận là ốp hết cả bốn cái bậc cửa này. Bốn bậc cửa này chủ xe ốp inox rất là chắc chắn và chống xước cho cái bậc cửa này. Có thể dẫm lên đây thoải mái mà không việc gì. Đây là cái tem của nhà sản xuất đây ạ. Chiếc xe được sản xuất tại Kia Việt Nam, Thaco. Đây là công ty Thaco Việt Nam và sản xuất năm 2018 đây ạ. Tem của nhà sản xuất đây ạ. Tất cả nội thất còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Và sau đây thì tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và bạn về cái cánh cửa phía sau bên lái. Cũng như vậy thôi, tất cả keo chỉ này còn nguyên bản hết, gioăng cũng còn nguyên, chưa có rách, chưa có nứt vỡ hay là chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Táp bi cửa thì rất là đẹp, rất là mới, rất là sạch sẽ, không có xước sát gì cả. Điều này là chứng tỏ là chủ xe đi cũng biết giữ gìn đấy ạ. Giữ gìn rất là cẩn thận cho nên nội thất nó mới được đẹp như này. Nội thất là nội thất da cao cấp và màu kem. Nếu như không giữ gìn thì cái nội thất này nó rất là xấu. Nếu giữ gìn sạch sẽ đẹp đẽ thì nó lại rất là sáng sủa và rất là sang trọng cho cái phần nội thất của xe này. Nội thất màu đen thì nó sạch sẽ hơn vì nó không bị lộ bẩn, nhưng mà nó không được sang trọng, không được sáng xe như cái nội thất kem này. Nội thất kem này rất là đẹp và nội thất da là nội thất da nguyên bản theo xe, nội thất da cao cấp và ghế mũi. Đây, cái bậc cửa này chủ xe cũng đã ốp lên cái phần inox để bảo vệ cho cái bậc cửa tránh xước đấy ạ. Và cái phần đằng sau này cũng đã có cửa gió điều hòa cho hàng ghế phía sau này, cho nên người ngồi ở hàng ghế phía sau này rất là mát, lên xe nổ máy cái là mát luôn, chứ không phải chờ một thời gian thì nó mới mát nữa. Những chiếc xe mà không có cửa gió ở đằng sau thì phải chờ thì nó mới mát ạ. Đây là tôi sẽ quay về cái phần cốp xe, cốp sau đấy ạ. Tôi vẫn quay chi tiết cho quý vị và bạn cùng xem. Đầu tiên là cái phần ốc đã này, đầu tiên là phần ốc này, sau đó đến phần keo chỉ. Tất cả những cái phần ốc và keo chỉ nó còn nguyên bản thì đương nhiên là cái cánh cốp này nó còn nguyên bản, chưa có đâm va hay là chưa có tháo ra sửa chữa thì nó mới còn được nguyên bản như thế này ạ. Đấy, tôi quay chi tiết. Nếu như quý vị và các bạn ở xa chưa qua xem được trực tiếp được chiếc xe này thì quý vị và các bạn xem video của tôi thì quý vị và các bạn cũng có thể biết được chiếc xe này nó còn đẹp hay không, tất cả nó có còn nguyên hay không. Vì tôi quay rất chi tiết, rất là sát đây ạ. Từ cái ốc cho đến keo chỉ hay là gioăng của xe, bề mặt sơn, tất cả tôi quay chi tiết.
Nếu như quý vị các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này thì xin quý vị các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Ở cái phân khúc sedan này thì cái cốp sau của nó rất là rộng, tôi cũng không phải giới thiệu nhiều thì quý vị các bạn cũng đã biết ạ. Vì cái phần xe sedan thì nó rất là dài xe cho nên cái cốp của nó rất rộng. Và điều đặc biệt là chủ xe cũng rất là cẩn thận, đã mua một cái lót cao su lót lên đây để nếu để đồ thì nó sẽ sạch sẽ và không bẩn ra cốp. Và ốp luôn cả cái phần inox đây, cả bậc cửa, bậc cốp sau, chủ xe rất là cẩn thận ốp hết inox rồi, chống xước, cho nên là chứng tỏ là chủ xe rất là cẩn thận, giữ gìn, biết giữ gìn xe. Đây là cái phần táp bi cửa phía sau bên phụ đây ạ. Tôi cũng quay chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem. Tôi quay thật chậm và thật sát, thật gần lại cho quý vị các bạn cùng xem để quý vị các bạn có thể tự đánh giá được chất lượng của chiếc xe Kia Cerato 2.0 2018 này nó còn được đẹp như thế nào ạ. Quý vị các bạn đang xem clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho tinh thần làm việc kênh ô tô 360 của chúng tôi. Kênh ô tô 360 của chúng tôi thì chuyên giới thiệu những chiếc xe ô tô cũ, vì chúng tôi chuyên mua bán trao đổi tất cả các xe ô tô cũ. Nếu như quý vị các bạn có thể mua xe cũ hoặc bán xe cũ, hoặc quý vị các bạn có thể trao đổi thì mời quý vị các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ là 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Chúng tôi sẽ phục vụ quý vị các bạn. Tất cả các ốc tôi quay sát cho quý vị các bạn cùng xem đây, nó đều là nguyên bản hết ạ. Chưa có tháo ra làm gì cả cho nên là tất cả nó còn nguyên bản hết ạ. Chưa tháo rỡ ra thì nó còn nguyên bản, và điều này chứng tỏ là chiếc xe có chưa bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cho nên nó mới được còn nguyên như thế ạ. Đây là chiếc táp bi cửa phía bên phụ trước, táp bi cửa trước bên phụ ạ, cũng như ba cánh cửa kia thôi, tất cả cũng còn rất là nguyên bản ạ. Doang rồi keo chỉ này còn nguyên bản hết, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có đâm đụng hay là chưa va chạm gì cả, tất cả còn nguyên bản và còn rất là đẹp ạ. Quý vị các bạn xem thấy chưa, tất cả còn rất là mới, từ táp lô cho đến táp bi, ghế bên phụ đây ạ, và cái bậc cửa đây. Bậc cửa thì chủ xe cũng đã ốp tất cả là cái phần inox này để bảo vệ cho chiếc bậc này không bị xước, nếu như chẳng may có ai đó mà lên xe vô ý dẫm vào cái bậc cửa này thì cũng không bị xước xe được, vì có những người không để ý bước xe lên xe là hay dẫm vào cái bậc cửa này sẽ xước vào cửa. Và ghế là ghế da cao cấp, ghế mũi đây ạ. Tôi quay chi tiết cho quý vị và bạn cùng xem để quý vị và các bạn có thể đánh giá được chất lượng của chiếc xe này ạ. Táp lô thì quý vị và các bạn thấy đây ạ, không có một vết xước nào cả, tất cả còn nguyên bản hết ạ. Ốc bản lề cửa cũng còn nguyên bản ạ, gioăng còn rất là mới cơ. Chưa nói đến việc nó xước mà nó còn rất là mới cơ ạ. Quý vị và các bạn xem đấy thì quý vị và các bạn có thể tự đánh giá chất lượng của chiếc xe này nó còn đẹp như thế nào ạ. Và tôi sẽ quay sát và quay thật chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây là cái phần táp lô và cái option của xe, tôi sẽ quay từ từ và giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây là cái phần vô lăng và đồng hồ của chiếc xe. Đồng hồ của chiếc xe đây ạ, chiếc xe mới chạy có hơn 2 vạn km thôi. Tôi quay sát vào đây cho quý vị và các bạn cùng xem để quý vị và các bạn có thể tự đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe này. Cụ thể chiếc xe này mới chạy có 2 vạn 8 km thôi, gần 3 vạn km rồi cho nên nó còn đẹp ạ. Táp lô, táp bi cửa còn rất là mới, tất cả còn rất là mới. Điều này chứng tỏ là chủ xe đi là rất giữ gìn cẩn thận cho nên là nó mới được đẹp như này ạ. Vô lăng thì cũng đã được tích hợp các phím điều khiển như chuyển bài, chuyển chế độ chơi, hoặc là to nhỏ tích hợp điện thoại rảnh tay, cruise control. Cái chế độ cruise control này thì quý vị các bạn đi đường dài, đi đường trường thì mới biết được cái tác dụng của nó như thế nào ạ. Đi rất là hay, tức là ga tự động đấy ạ. Quý vị các bạn không phải sử dụng đến chân ga nữa ạ. Và xe cũng đã được trang bị khóa thông minh, đèn ổ start stop, đây là cái nút start stop đấy ạ. Đèn ổ start stop được tích hợp hết lên chiếc xe Kia Cerato 2.0 2018 này rồi đấy ạ. Tương đối là đầy đủ, không còn thiếu một cái gì cả. Màn hình trung tâm giải trí đa phương tiện ạ. Điều hòa thì tự động hai vùng độc lập. Đây, điều hòa tự động hai vùng độc lập. Tất cả đã được tích hợp lên chiếc xe Kia Cerato 2018 ở phiên bản 2.0 rồi ạ. Đây là cái phần sạc không dây, tôi sẽ quay sát vào cho quý vị và bạn cùng xem. Dưới đây là cái phần sạc không dây đây ạ. Ở cái phiên bản 2018 hoặc là cuối năm 2017 thì mới được tích hợp lên cái chế độ sạc điện thoại không dây. Quý vị và các bạn chỉ cần đặt điện thoại vào đây, ở cái điện thoại Samsung Note 8 cộng hoặc là 8 Plus của iPhone trở lên sẽ được sạc không dây, tích hợp sạc không dây lên đây rồi ạ. Và vô lăng cần số tất cả còn rất là đẹp.
màn hình giải trí đa phương tiện tích hợp camera lùi được giải trí được tích hợp hết lên đây ạ. Đây là cái phần cửa sổ nóc. Cửa nóc này tôi quay thử cho quý vị bạn cùng xem. Tôi mở cửa nóc ra cho quý vị bạn cùng xem đây ạ. Hoạt động rất là trơn tru. Cửa sổ nóc mở ra rất là thoáng mát. Nếu như quý vị các bạn đi ở cái những vùng du lịch ở những vùng ven biển thì nên mở cái cửa nóc này ra để lấy khí bi trời, lấy không khí từ biển thổi vào rất là mát ạ. Chủ xe cũng rất là cẩn thận, đã bọc trần tất cả hết rồi, sạch sẽ và đẹp đẽ và rất là sang trọng. Đấy, tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem. Màn hình giải trí đa phương tiện tích hợp lên chiếc xe Kia Cerato phiên bản 2018 2.0 này rồi ạ. Màn hình đa phương tiện và cái màn hình rất là to, tích hợp như đầu DVD này, radio này, FM này, MP3 này, GPS này, VietMap dẫn đường, tất cả tích hợp lên chiếc màn hình đa phương tiện là 8 inch này, màn hình tương đối to này đấy ạ. Và camera lùi cũng đã được tích hợp lên cái màn hình to này. Đây là tôi sẽ thử cho quý vị bạn cùng xem về cái phần camera lùi. Đây, vào số lùi thì là camera sẽ hiển thị. Camera chia vạch lùi rất là an toàn và rất là nét. Nếu như quý vị và các bạn nào mới đi xe, mới sử dụng ô tô thì lùi cũng rất là yên tâm, vì là có cái màn hình này thì lùi rất là yên tâm rồi. Tầm quan sát của xe thì rất là rộng, ngồi trong xe quan sát ra ngoài rất là thoải mái. Cái góc chết tức là cái góc chữ A rất là hẹp. Ở những xe khác thì là cái góc chữ A này nó rất là rộng. Sau đây thì tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn cái phần đặc biệt quan trọng, đó là cái phần động cơ của chiếc xe. Kia cũng đã trang bị cho chiếc Cerato 2018 này là một động cơ DOHC 16 van, là cái động cơ 2.0 lít và là động cơ xăng kèm theo hộp số tự động. Và cái điều quan trọng chúng ta tìm hiểu ở chiếc xe cũ này, đòi yêu cầu ở chiếc xe cũ này, nó phải là nguyên bản, tất cả các ốc phải nguyên bản hết. Tôi sẽ quay sát cho quý vị và bạn cùng xem. Tất cả các ốc, từ ốc chân máy này, ốc mặt máy này, ốc tai, ốc giảm sóc, tất cả nó còn nguyên bản thì chiếc xe này mới đạt yêu cầu ở chiếc xe cũ ạ. Chiếc xe cũ chúng tôi bán ra là chúng tôi luôn cam kết là không tai nạn này, không ngập nước này, máy móc nguyên bản. Đấy là cái tiêu chí đầu tiên mà chúng tôi đưa ra đến với khách hàng. Chiếc xe này là chủ xe cũng đang sử dụng cho nên là chúng tôi cũng chỉ dọn qua thôi. Chúng tôi dọn dẹp qua loa và quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Và chúng tôi cam kết tất cả với quý vị và các bạn là tất cả các ốc trong cái khoang máy này, từ ốc cabo, ốc chân máy, ốc đầu xe, tất cả là đều còn nguyên bản hết ạ. Tôi quay chi tiết và tôi quay lần lượt từng bộ phận cho quý vị và bạn cùng xem để quý vị và các bạn có thể tự đánh giá được chất lượng của chiếc xe này. Và nếu bác nào đang là thợ xe mà muốn mua chiếc xe này cho bố vợ thì quý vị và các bạn cũng có thể rất là yên tâm mua cho bố vợ chiếc xe này, thì chất lượng rất là đẹp, rất là ổn, và bố vợ đi chỉ có thích thôi, không bao giờ sợ đòi lại con gái đâu mà lo. Quý vị và các bạn yên tâm nhé, nếu bác thợ nào muốn lấy cho bố vợ thì cứ yên tâm, cứ liên hệ với em thì em sẽ bán chiếc xe này cho các bác với giá rất là hợp lý thôi, để quý vị và các bạn có thể yên tâm sử dụng chiếc xe này. Tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và bạn cùng xem cái phần quan trọng của cái cabo đây ạ. Đây là cái phần ốc, nếu như tai nạn hay không, có làm lại hay không thì nó ở cái phần ốc cabo này đây ạ. Tôi cam kết chiếc xe này nó còn nguyên bản, tất cả ốc nó còn nguyên bản và keo chỉ cũng còn nguyên hết ạ, tất cả còn nguyên zin. Nếu như quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe Kia Cerato 2.0 2018 này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Cerato 2.0 này. Và nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip,
hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. We'll be right back.